xin chào tất cả các anh chị em chúng ta lại trở lại với các chương trình liên quan đến World Cup 2022. Bây giờ đã là lượt trận thứ hai rồi và trong buổi chiều ngày hôm nay, tối ngày hôm nay cũng như đêm ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến các trận đấu ở các bảng C và D. Đầu tiên sẽ là những vấn đề liên quan đến bảng D trước, bảng đấu của đội tuyển Pháp. Lượt trận thứ hai này thì trong trận đấu sớm nhất vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm nay thì đội tuyển Tunisia sẽ gặp đội tuyển Australia và trong giờ thi đấu muộn hơn tức là vào lúc 11 giờ đêm thì đội tuyển Pháp sẽ gặp đội tuyển Đan Mạch. Pháp và Đan Mạch thì đó sẽ là một trận đấu mà trước khi diễn ra giải đấu này thì chúng ta cũng xác định đó là trận đấu của đỉnh bảng nhưng tình thế nó có sai lệch chút ít mặc dù đội tuyển Pháp vẫn có được vị trí dẫn đầu với một cái sự gia quân có thể nói là rất tốt nhưng Đan Mạch thì có chậm hơn một chút à, nhưng điều gì sẽ xảy ra theo phán đoán của tôi chúng ta sẽ uh, nói ở phần tiếp theo còn trước tiên là trận đấu giữa hai đội Tunisia và Australia chúng ta có thể thấy rằng là uh, Tunisia đã trình diễn một bộ mặt có thể nói là rất tích cực bởi vì họ là một trong những đội bóng ở Bắc Phi giành quyền dự World Cup mặc dù không mang đến World Cup lần này một đội hình có nhiều cái tên uh, đủ sức thuyết phục theo kiểu là tầm ngôi sao nhưng họ là một đội bóng có tính tổ chức, có tính kỷ luật và cái cách mà họ đã khiến cho đối thủ của mình là đội tuyển Đan Mạch bị giữ chân ở lượt trận đầu tiên, nó chứng minh được điều này. Nếu gọi là xuất sắc thì thì chưa hẳn, nhưng cái yếu tố tổ chức, yếu tố kỷ luật để giữ chân được một đội bóng ở tầm khá của châu Âu như Đan Mạch nó cũng nói lên rất là nhiều điều của cái sự tiến bộ. À, trong khi đó thì đội tuyển Australia mặc dù ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu gặp đội tuyển Pháp dẫn trước nhưng uh, có thể nói là tan nát ở cái phần còn lại. Nó cũng phản ánh đúng cái thực tế của bóng đá Australia vào thời điểm này. Um, qua quá lâu rồi cái thời mà ở châu Đại Dương người ta có những cái đại diện thường xuyên chơi tại Premier League, uh, thậm chí là chơi những đội bóng có tính dẫn dắt như là thế hệ của Viduka, của Kewell, của Cahill qua lâu rồi họ chơi ở vòng loại World Cup cuối cùng với chúng ta đội tuyển Việt Nam ấy chúng ta cũng biết được rằng là họ hơn chúng ta đấy nhưng mà cái hơn đấy nó khó lòng được gọi là gọi là tầm ở đạt tầm để có thể chơi một cách sòng phẳng ở ở cúp thế giới được thế nên ở cái trận đấu tới đây trận đấu ở lượt trận thứ hai này thì tôi có phán đoán rằng khả năng để cho Australia có một kết quả tích cực cũng là hơi khó. À, tuy nhiên Tunisia có bứt hạt lên để mà giành được thắng lợi trong cuộc đối đầu với đội bóng của châu Đại Dương, tức là một đại diện của FC. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn hiểu rằng họ ở châu Đại Dương thì có có lợi thế cho Tunisia hay không? Tôi nghĩ là khó đấy. Trận đấu này có tính cân bằng tương đối cao. Tất nhiên nếu như có nghĩ đến một cái chiến thắng thì ta chúng ta sẽ nghĩ về phía Tunisia nhiều hơn. Nhưng uh, phải nói rằng là cái độ cân bằng khi mà các đội bóng cỡ như thế này gặp nhau ấy, họ uh, níu kéo nhau, họ giữ chân nhau ấy là chuyện hoàn toàn có thể và uh, chúng ta đã thấy là có khá nhiều những trận đấu ở lượt trận đầu tiên dừng lại với kết quả hòa không đều và tôi đồ rằng là trận đấu tới đây này tôi đi hoàn toàn có thể sẽ cùng với Australia uh, sẽ làm nên một cái kết quả tương tự tức là một trận đấu mà có sự cân bằng uh, ở mức độ cao và khả năng hai đội không ghi được bàn thắng là là rất nhiều thế nên uh, rất có thể là uh, trận đấu sẽ lại một trận hòa nữa còn nếu như đội nào thắng nhá thì đội đấy sẽ có rất nhiều những hy vọng ví dụ như trường hợp của tunisia chẳng hạn ấy, nếu họ thắng trong trận đấu này tức là họ sẽ có 4 điểm sau hai lượt trận ấy, thì ở lượt trận cuối cho dù phải gặp đội tuyển pháp ấy, thì cái việc mà hướng đến kết quả hòa với một điểm để gọi là qua đó giành quyền lập đấu tiếp theo ấy, là điều hoàn toàn có thể xảy ra và cái, cái 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 khát vọng giành chiến thắng đương nhiên nó vẫn sẽ còn có trong cả hai nhưng tôi hướng đến một kết quả hòa ở lượt trận đấu này Uh, tôi nghĩ rằng trận đấu thậm chí có thể sẽ lại là một trận hòa không đều nữa. Với trận đấu tiếp theo cả bảng D diễn ra vào lúc 11 giờ đêm ấy, thì đội tuyển Pháp sẽ gặp đội tuyển Đan Mạch. Uh, chúng ta cảm nhận rất là rõ về năng lực của đội tuyển Pháp. Dù cái, những cái phút đầu tiên ở World Cup lần này họ có những cái sự trèo trèo Mbappe cũng chưa thật sự là uh, gọi là mượt mà, uh, tròn trịa trong những cái pha xử lý của mình. Nhưng uh, bù lại thì cái tính hệ thống của đội tuyển Pháp và những cá nhân khác như là Swamini này hay là trường hợp của lão tướng Jiru chẳng hạn vẫn đem đến chúng ta rất là nhiều những cái cảm xúc họ chơi vẫn rất là tiêu chuẩn và với lực lượng này thì họ cứ yên tâm rằng là sẽ giành quyền lọt vào vòng đấu tiếp theo còn việc bảo vệ được danh hiệu vô địch hay không đó, thì chúng ta cũng vẫn còn phải có thêm thời gian chặng đường đi sẽ còn có nhiều những biến số đối thủ của họ là đội tuyển Đan Mạch là một đội bóng mà thậm chí đã từng thắng Pháp ở những cái đấu trường gần đây, ờ, ví dụ như là ờ, Pháp đã từng thua ở Nations League cả hai lượt trận trước Đan Mạch ờ, và ở World Cup 2018 thì hai đội cũng đã từng gặp nhau và thậm chí là Pháp cũng không thể thắng được Đan Mạch. trận đấy hai đội hòa không đều. Kết quả đấy là là một kết quả mà Đan Mạch hoàn toàn có thể hướng đến ở cái trận đấu gặp lại nhau này tại World Cup 2022 hoàn toàn có thể hướng đến chuyện đấy về hòa trận đầu trước thụy uh, tunisia uh, hòa tiếp trận nữa trước pháp thì có hai điểm đúng không và đan mạch hướng đến trận đấu cuối cùng uh, trước uh, australia chẳng hạn đội đấy là đội hoàn toàn có thể được gọi là yếu nhất bảng đúng không đan mạch hướng đến trận australia với hai điểm trong tay và hướng với trận thắng ở lượt đấu cuối cùng tại sao không đó là một cái một cái lựa chọn mang tính chiến lược cho đội đan mạch ấy chứ uh, nhưng giả sử nếu như tình huống nó không diễn ra theo cái điều kiện thuận lợi cho người Đan Mạch thì họ còn cơ hội không? Tôi nghĩ là vẫn còn. Bởi vì nếu thua đội Pháp với một cái kết quả nhẹ nhàng thì họ hoàn toàn vẫn có thể hướng đến một kết quả thắng ở trận đấu gặp Australia ở lượt đấu cuối. Và với 4 điểm thì cái cuộc cạnh tranh với Tunisia là hoàn toàn có thể song phẳng. Hoàn toàn có thể song phẳng. Tất nhiên lúc đó thì họ sẽ không có quyền tự quyết nữa. Thế nhưng mà không phải là không có cơ hội cho đội có 4 điểm để giành quyền để đi tiếp với vị trí thứ hai thế nên là tình huống nhìn chung vẫn đang có cái chiều hướng không quá tệ với đội Đan Mạch Đấy nhưng với trận đấu ở lượt trận thứ hai này thì tôi đồ rằng là những cái gọi là thuận lợi nhất những thứ mà ổn nhất nó vẫn chưa tới với Đan Mạch đâu bởi vì nhìn cái cách họ chơi trong trận đấu gặp Tunisia vừa rồi thì tôi cảm giác là phong cái điểm rơi phong độ của họ nó không ổn uh, vai trò của Edison vẫn rất lớn nhưng Ericsson vẫn chưa nhận được nhiều cái sự hỗ trợ từ các đồng đội và chúng ta nhìn thấy rất rõ rằng là trong cái lối chơi của đội Đan Mạch ấy, thì vai trò của tiền đạo nó không nó không nó không rõ ràng không có một cái mục tiêu nào để mà đội Đan Mạch có thể hướng đến và tạo ra một cái áp lực những cái tình huống hay nhất của đội Đan Mạch trong cái trận đấu gặp Tunisia hầu như đều là của Ericsson Sen chơi như thế là là hợp lý Có mặt ở rất nhiều nơi Lúc thì đá rất là thấp Lúc thì cao lên hẳn như là một tiền vệ tấn công Thậm chí là như một tiền đạo thứ hai Giữ vai trò của những người cầm trịch Người điều phối và thậm chí là người dứt điểm luôn Làm được rất nhiều việc Nhưng cái độ xuất sắc hay nói khác là điểm rơi nó không tới Và trong trận đấu tới đây thì gặp đội tuyển Pháp Một đối thủ mạnh hơn rất nhiều Thì liệu cái điều đấy nó còn gặp lại không? Tôi nghĩ là nó nó cực khó ờ, Trong một cái chi tiết mà 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 thực sự tôi hơi khó hiểu cho cái trận đấu vừa rồi của đội Đan Mạch là những quả đá phạt góc của của Eriksen. Tiền đạo của đội Đan Mạch có chiều cao, có thể để chơi bóng bóng tốt. Nhưng nếu như những quả đá phạt góc của Eriksen mà đá luôn luôn theo kiểu bấm bóng như thế, tức là nó rất là cổ điển như vậy, thì không hiểu là lấy đâu ra được cái tốc độ, lấy đâu ra được cái sự bất ngờ, lấy đâu ra được cái áp lực cho hàng thủ đối phương. Tất cả những cái quả treo bóng theo kiểu bấm điểm rơi một điểm chạm như thế thì khả năng phán đoán và phong tỏa của cầu thủ phòng ngự nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Chắc chắn là nếu như đá với đội pháp mà cũng vẫn đá kiểu như vậy thì thôi, quên cái cái chuyện mà có hy vọng cho đội đàn bạc đi. Eriksen tôi nghĩ là hôm vừa rồi đá Tunisia chắc là xếp Tunisia ở cái chiếu dưới thế nào nó mới đá kiểu như vậy. chứ Còn nếu còn tiếp tục kiểu đá gọi là uh, chống chầu cầu Âu treo một điểm chạm như vậy thì nó nó xưa quá rồi, nó không thể đá như vậy đâu. Ở uh, uh, trận đấu tới đây thì đội tuyển pháp sẽ mất thêm một cái nhân vật nữa đó là Luka hernandez Uh, hậu vệ uh, và người đá thay cho Luca sẽ chính là người em của của Luca Hernandez đó là uh, Theo Hernandez uh, vấn đề là chúng ta nghĩ đến kết quả nào đúng không? Tôi đoán rằng là đội tuyển Pháp sẽ sớm giải quyết trận đấu này họ muốn trả cả vốn lẫn lãi uh, những gì mà đã từng vay của Đan Mạch ở UEFA Nations League một giải đấu mà họ chơi rất tệ và dường như dồn tất cả các cái nguồn lực của mình cho phòng chung kết World cấp và lấy cả cái câu chuyện mà họ đã từng hòa Đan Mạch ở ờ, uh, World Cup 2018. Và nên nhớ rằng là năm 2002 khi chơi với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới thì Pháp đã từng thua Đan Mạch và bị loại ra khỏi kỳ World Cup năm đó. Họ trở thành nhà đương kim vô địch người là bị loại ngay từ vòng bảng khiến cho kéo theo cả một cái dây sau này uh, rất nhiều những nhà vô địch bị loại sau những cái cái World Cup tiếp theo. Uh, tôi nghĩ rằng là họ họ sẽ dồn rất nhiều thứ ở đây. À, tất nhiên cũng không hoàn toàn là phải là tất cả những cái gì cần phải có để mà thắng đâu không phải thắng bằng mọi giá mà nhưng họ sẽ thắng trong trận đấu này để sớm giải quyết cái nhiệm vụ của mình à, cất được bớt cái lực lượng của mình khi phải chơi cái trận đấu cuối gặp uh, tunisia đúng không và dưỡng được lực lượng để chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp và đây là cái cách mà chuẩn bị rất là tích cực cho cái vòng đấu tiếp theo tôi nghĩ sẽ họ sẽ thắng trước đan mạch cho dù cách biệt có thể không lớn ừ, thực ra thì chỉ cần ăn trước một bàn thôi thì đan mạch từ từ thì pháp sẽ vượt qua đan mạch với một cách biệt thậm chí là có thể không lường được là bao nhiêu nhưng tôi nghĩ rằng là chỉ cần một một chiến thắng tối thiểu cũng là hợp lý cho đội tuyển pháp ở trận đấu này rồi đó là các trận đấu ở bảng D. Thế còn bảng C thì sẽ diễn ra các trận đấu giữa bà ba, ba Lan gặp Ả Rập Xíu Út vào giờ uh, sớm vào buổi tối Tức là vào lúc 20 giờ và trong cái giờ muộn hơn vào lúc 2 giờ sáng ngày 27 tháng 1 thì đội tuyển Argentina sẽ gặp đội tuyển Mexico bảng đấu có cái cú sốc và chúng ta đã từng thấy ở lượt trận đầu tiên khi ả rập xê út kiên cường quật ngã ứng viên của chức vô địch argentina đó là một cái cú sốc rất lớn ở world cup lần này là sự mở đầu cho một loạt những cú sốc tiếp theo trong đó có việc mà nhật bản cũng đánh bại đội tuyển đức với lượt trận thứ hai này tại bảng c thì ba lan sẽ tiếp ả rập xê út đây là một trận đấu mà sẽ có những dấu hỏi lớn cho thực lực của của cả hai đội ờ, với đội tuyển áo Brazil sau khi tạo ra một cú sốc như vậy thì họ đang ở trên mây xanh họ đang được cả thế giới gọi là trầm trồ ngưỡng mộ và nhất là những người châu Á chúng ta đang coi họ là một trong những biểu tượng và rất ủng hộ cho cái năng lực phát triển của đội tuyển áo Brazil nhưng cần phải cẩn trọng tôi nghĩ rằng là đội tuyển áo Brazil cần phải cẩn trọng những con người của huấn luyện viên uh, Renard là cần phải hết sức là là bình tĩnh giữ cho mình chắc hai cái đôi chân ở trên trên mặt đất gọi là nghe gọi là giới truyền thông cũng như là anh em ủng hộ hô tung hô nhiều ấy là cũng cẩn thận là lại lại toang và có một cái thực tế là đừng nhìn cái kết quả của trận đấu một trận đấu cụ thể để mà nói về cái đẳng cấp để nói về những cái thứ mà nó gọi là là đúng là bản lĩnh của một đội bóng hãy 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 cẩn trọng trong vấn đề này à, họ thắng trong trận gặp Argentina bằng một cái sự vậy là trưởng thành rất là nhiều kết quả thì rõ ràng rồi về cái cách thể hiện trong trận đấu đó họ cũng rất trưởng thành họ có nền tảng thể lực tốt để duy trì được một sức chịu đựng dám chơi song phẳng khi mà đang bị dẫn điểm và bùng nổ ở những thời điểm cần thiết để rồi sau đó là kiên cường bảo vệ được thành quả rất là dẻo dai rất nhiều những yếu tố trong đó có những bàn thắng thì nói thật là xem đi xem lại không bao giờ chán người ả rập xê út không ghi bàn thì thôi chứ cứ xem cứ họ cứ họ ghi bàn thì phải nói là xem đi xem lại thoải mái luôn không cần nhớ tên người ghi bàn cũng được chỉ cần biết là đó là một cầu thủ người châu á ở tây á ghi bàn rất đẹp ở world cup vào lưới một đội tuyển lớn như argentina thế nhưng mà hãy chú ý rằng đấy là một khoảnh khắc rất có thể là một sự bùng lên gọi là có thể nói là nhất thời hoặc có thể là như thế chưa thể khẳng định được đấy là đẳng cấp của họ chưa thể khẳng định được đấy là một cái tiêu chuẩn mà họ có thể thể hiện một cách thường xuyên và đối diện với họ là một đội tuyển ở châu Âu nhá mà đã là châu Âu ấy thì thường là cái sự ổn định chắc chắn nó tính thực dụng nó sẽ nó sẽ rõ ràng và với đội tuyển Ba Lan thì chuyện đấy là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra và với Ba Lan thì nó sẽ là 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 thuốc thử thực sự xem liệu đội bóng của Lewandowski sẽ làm được gì ở một kỳ World Cup và chân sút mà chúng ta vẫn thường ngưỡng mộ vẫn luôn yêu mến và luôn luôn tiếc cho anh ấy trong những cuộc gọi là bầu chọn những danh hiệu cá nhân ấy sẽ làm được gì ở World Cup lần này nên nhớ là Lewandowski vẫn chưa có bàn thắng nào ở các kỳ tham dự World Cup trận đấu trước có penalty đấy mà còn đá hỏng đấy thì ở trận đấu tiếp theo này trước một đại diện châu Á chuyện gì sẽ xảy ra đó cũng sẽ là một dấu hỏi đó cũng sẽ là một thúc thử và hai cái thúc thử này sẽ tạo nên một cái trận đấu có thể nói là tương đối khó lường đấy nhưng tuy nhiên thì tôi vẫn nghiêng về khả năng thành công của đại diện châu Âu hơn. Tôi vẫn tin vào năng lực dẫn dắt của Lewandowski hơn là những gì thuộc về đội bóng châu Á. Cái ở đây thì tôi không hạ thấp những gì mà Ả Rập Xê Út có thể làm được. Tôi chỉ muốn nhìn nhận ở họ ở chỗ là sự bùng nổ của họ là là rất đáng khen nhưng sự bền bỉ để mà duy trì thêm những cái tình huống nữa vẫn là một dấu hỏi chưa dám chắc. trong khi đó với người châu Âu với Lewandowski thì cái chuyện đó hoàn toàn có thể là hiểu được. sau một trận đấu răng co và không ghi được bàn thắng trước Mexico thì Ba Lan có lẽ phải hiểu được rằng đây là 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 cơ hội cuối cùng của họ rồi. mà nếu như không thắng ở trong trận đấu gặp uh, đội tuyển Út, một đối thủ mà nhận diện và kế hoạch chơi của họ là hoàn toàn có thể sẽ phải là trận đấu mang tính quyết định mà họ không thắng nữa thì khả năng đi tiếp của họ sẽ bị đặt một dấu hỏi lớn. Nếu như không muốn nói là là gần như không thể. Lại hòa một trận nữa thì làm sao dám chắc rằng trận cuối sẽ lại lại thắng được uh, đội tuyển Argentina. Argentina thì đã thua trận đầu tiên đầu tiên rồi, không nên đẩy mình vào một thế khó như vậy. Nên chủ động trong cuộc chơi này và tôi nghĩ rằng là Ba Lan sẽ quyết tử ở cái trận đấu gặp Út Tất nhiên phải phải quyết tử trên trên cơ sở của một cái sự tính toán hợp lý chứ không phải là là một cái tự quyết tử gọi là là, là 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 mong manh theo cái kiểu là được ăn cả ngã không mà mà không 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 không, không tính cả cái đường về à, tôi cho rằng đây sẽ là trận đấu uh, có kết quả tốt cho Lewandowski và đội tuyển Ba Lan họ có thể thắng ở Út với cách biệt uh, một bàn thậm chí là nhiều hơn nhưng mà thôi và lúc này tôi chỉ dám nhận định rằng là Ba Lan có thể thắng trong trận đấu cả ở Út mà thôi và sẽ qua đó lấy được một cái lợi thế vì 4 điểm sau hai lượt trận thì Ả Rập Xê Út vẫn còn rất nhiều những cái Ả Rập Xê Út nếu như mà thua thì sẽ chỉ có 3 điểm sau hai lượt trận thì họ vẫn có có cái cơ hội ở lượt đấu, đấu cuối. Trong cái đó thì Ba Lan uh, sau hai lượt trận có 4 điểm thì họ có quyền được chủ động trong cái lượt trận cuối gặp Argentina nhé. 4 điểm đá với Argentina nếu cứ giả sử Argentina thắng trong cái lượt trận thứ hai đấy đi thì Ba Lan đá cưa điểm với Argentina ở lượt cuối thì Argentina vẫn là đội có có số điểm ít hơn Ba Lan vẫn là đội có 5 điểm và hoàn toàn có thể chủ động, hoàn toàn có thể có chủ động trong cái việc và giành quyền đi tiếp. Tôi nghĩ rằng là Ba Lan sẽ thắng với cách biệt tối thiểu ở trận đấu gặp Arlesut. Còn uh, lượt đấu A, cái chi tiết mà mà Suốt có mạo hiểm hay không là chúng ta cũng cần phải tính đến. Tất nhiên có, có tình huống đó. Họ đã dám mạo hiểm gặp trận Argentina rồi. Họ đã có lưng vốn là 3 điểm rồi thì không có lý do gì họ không mạo hiểm ở cái trận đấu uh, gặp Ba Lan nhưng Tôi nghĩ rằng là bài học Argentina là bài học nó 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 rất là thiết thực và với những người Ba Lan với những người châu Âu họ, họ tính toán có lẽ là nó 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 sẽ sát thực tế hơn và cái cách mà Lewandowski cùng với đồng đội vượt qua Arsenal là cái cách mà mà những người châu Âu hoàn toàn có thể làm được. Tôi nghĩ là kết quả thắng dành cho Ba Lan. Ở lượt trận này thì Argentina sẽ gặp Mexico vào lúc 2 giờ sáng ngày 27 tháng 11. À, đây là lúc mà quả thật là Argentina ở một thế không hề dễ một tí nào cả. À, cho dù trong quá khứ thì chúng ta biết rằng thế hệ của Diego Maradona với tư cách là nhà đương kim vô địch à, khi chơi tại Italia 90 cũng đã thua trận khai mạc trước Cameroon, nhưng cuối cùng thì ở năm đó họ vẫn có mặt trong trận chung kết, trận đấu cuối cùng. Cho dù tất nhiên họ không bảo vệ được danh hiệu vô địch, à, nhưng bây giờ thì tình thế nó là ở một cái kiểu khác. À, hai đối thủ còn lại của đội tuyển Argentina là những đội bóng mạnh hơn rõ ràng so với Argentina tính về mặt lý thuyết uh, nhưng qua cái màn trình diễn của Mexico và Ba Lan ấy, thì tôi nhìn thấy rằng là cái cơ hội của Argentina cho dù bây giờ, bây giờ là họ đang ở thế bị ép rồi đấy bị bị dồn vào chân tường rồi đấy còn có hai trận để mà quyết thôi thì thế là khó thế nhưng mà đối tượng là vẫn có thể chơi được thứ nhất là nhìn vào Mexico trận đấu mà Mexico gặp Ba Lan ấy là Mexico đã bộc lộ rất rõ rằng họ không còn là một cái tên mà khiến cho chúng ta cảm nhận được là cái sự gai góc nữa. Trước đây đá với Mexico rất khó và Mexico có một đặc điểm mà trong cái cái chương trình trước khi nói về họ thì tôi đã nói rồi, họ luôn luôn là đội có mặt ở vòng 2 của World Cup. Đấy, họ liên tục lọt qua cái vòng bảng này bằng một cái lối chơi nó vừa bền bỉ về mặt thể lực, nó có cái khôn ngoan, có sự gai góc trong trong cái ứng cái biến nhưng ở trận đấu gặp Ba Lan thì những yếu tố đó nó đã bị phai nhạt đi rất là nhiều. Tên tuổi thì cũng không có ai đủ sức để khiến chúng ta cảm nhận rằng họ có thể có cái khả năng gánh vác. Và Argentina sau một cú sốc như vậy thì bài toán lớn nhất của họ là bài toán tâm lý. Họ cần phải điều chỉnh về mặt tâm lý. Tất nhiên có thể sẽ phải thay người nữa, thay một số vị trí về mặt phong độ, không không được đảm bảo lắm thì phải có sự thay thế. Thế nhưng mà quan trọng nhất là điều chỉnh bài toán tâm lý. Uh, Messi có lẽ cũng cần phải lên tiếng và trong cách điều chỉnh của Scaloni thì cũng cần phải tạo ra được những những cái phương án nó nó cụ thể hơn, nó quyết liệt hơn để mà nắm chắc chiến thắng dẫn trước một bàn đấy mong manh như thế nào chúng ta thấy rồi và bây giờ là lúc mà bị dồn vào chân tường rồi thì cần phải thị uy một cách hết sức là rõ ràng và tôi tin là Argentina của Messi sẽ vượt qua Mexico. À, cho dù đây là một trận đấu đương nhiên chẳng có gì là dễ cả, lấy đâu ra mà dễ. Uhm, uh, 10 lần gặp nhau của hai uh, đội kể từ năm 2005 đến giờ thì Argentina chưa từng thua Mexico và thắng 7 trên 10 trận. Uh, nói như thế là đủ biết rằng là cái sự chênh lệch uh, khi đối đầu của hai đội nó nó là như thế nào. Và tôi tin tưởng vào Messi, tôi vẫn nghĩ rằng đây là một cái giải đấu mà Messi sẽ để lại dấu ấn. Cái cú sốc vừa rồi là rất nặng nhưng cũng giống như Maradona trong quá khứ thôi tôi tin rằng là Lionel Messi uh, bằng cái năng lực của mình, bằng cái trình độ của mình sẽ cùng với đội tuyển Argentina uh, vượt qua được cái khó khăn ở vòng bảng. Thế còn con đường đi tiếp như nào thì chúng ta lại phải chờ thôi. Uh, hy vọng rằng là Messi và các đồng đội sẽ hoàn thành được nhiệm vụ là ít nhất là vượt qua cái trận đấu gặp cô này đã trước khi tính cái lượt trận cuối cùng khi đối mặt với đội tuyển Ba Lan. Xin chào và hẹn gặp lại.